Vậy có dự định là ví dụ như mình bán kiếm được tiền rồi mình có để dành để đi học không hay là sao? Tương lai sao? Hả? Tương lai sao? Em có nói được đi học. À, là con đi bán để cho em đi học. Dạ. Rồi à. Cho con 20 nè. Dạ, cảm ơn chú. Ok, 2 phút nữa em tới nha. Dạ, dạ rồi, dạ rồi. Có cước, có cước, có cước. Khách nữ, khách nữ, khách nữ. Thơm, thơm, thơm. Giới này là mình phiêu du qua tới Bình Chánh luôn nha các bạn nha. Là tới quốc lộ 1A ngoài á. Bình Chánh đúng không? Nè. Rồi chưa? Mới đi khám bệnh về hả em? Em đi học á. Ủa? Học ở trong bệnh viện? Dạ đúng rồi, học y. Wow. Quá là xuất sắc luôn. Bệnh viện đó là nó đa khoa hay là nó chuyên về cái gì vậy? Đa khoa à, chấn thương chỉnh hình đó à, mà anh ơi lát em chuyển khoản được không? Ok. Vậy là em học bên bên nào? Bên bác sĩ luôn. Dạ. Ủa vậy thôi khỏi trả tiền, để nữa có gì em khám bệnh cho anh được rồi. Anh đầu tư đó, anh đầu tư hồi nãy cuốc xe này nhiêu tiền ta? Năm mấy ngàn hả? Năm mấy ngàn, mai mốt em khám tổng quát cho anh đi. Trời. Chúng ta đi cái đường tà đạo đi. Đi đường hẻm. Trời ơi, anh nhìn anh tưởng em tầm học sinh cấp 2, cấp 3 à. Nhìn học đại học luôn, năm 2 luôn. Ủa nếu mà vậy thì là có thuê nhà ở đây không hay là ngày nào cũng đi đi về về xa như vậy? Đi về về. Xa phết đó. Giờ đến sau này là đi theo chuyên ngành gì em? Em chưa biết thôi, chắc đi dinh dưỡng đi. Hả? Chắc đi bên dinh dưỡng á. Dinh dưỡng ha. Rồi luôn. Giờ không dí ai rồi, xe ba gác. thấy chạy ngược chiều qua đây là thấy biết có bắt người rồi đó. Cái này cái tên nó là kênh nước đen, coi nước nó có đen không? Có. Má ơi. cái tên đường nó đúng ghê á. Ở quán cà phê không ai ngồi luôn. Thế quá. Đến đây em biết đường chưa? Chưa luôn hả? Chưa. Nghĩ là qua quốc lộ đi. Bình thường em đi đường kia về mất bao lâu? Em đi một tiếng hơn. Ừ. Trời ơi. Ủa sao khúc này nó ngập ta? Có mưa đâu. Nè, em để cái giò lên cái trên này đi. Cái cục trên đó. Cái này nó cống quá nha. Công ty nó xả ra hay sao? Công ty. Cái chai nước suối. Này là công ty xả rồi. Cái ổ gà khúc này á. Ừ, cái ổ gà khúc này sụp một cái là ngáo luôn. Thúi luôn.
đi đường này chắc nhanh hơn nhưng mà xấu quá. Đúng rồi, anh đi đường nãy quẹo phải là vô chợ, chợ chắc chợ này đông. Ý anh ơi, sao anh lại dừng lại? Ủa nó màu gì, màu đất làm gì ta? Cơm chưa? 1016 511 561. Trần Văn Hoàng. Đúng rồi. 58, chỉ có 50 thôi. Lâu lâu mới được chở bác sĩ mà. Cố gắng học nha, sau dạ. Này cứu được nhiều người. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Bye bye. Qua rồi nha. Ok ok. Không qua anh quay lại đây anh đòi à. Trời ơi, chở cuốc xe muốn đi về quê luôn á anh em. Lại kiếm cái bóng dâm tiếp. Cho ngồi ké đi. Chờ vị khách tiếp theo nha anh em nha. Sáng giờ con bán được mấy ngàn tờ rồi? Dạ. Sáng giờ bán được mấy trăm tờ rồi? Có 100 mà chú, ít lắm. Có 100 hả? Dạ. Sáng giờ bán được 100 tờ? Dạ. Wow, giỏi vậy. Thì chú sẽ ủng hộ con 2 triệu tờ. Con rút đại đi, rút giùm chú 2 tờ đi. Chú nghĩ là con rút sẽ chú sẽ trúng á. Ok. Cái này là cái gì vậy chú? Nó là cái để chống trộm. Chạy chạy không phải bị cướp á. Bổ hơn 100 viên nè. Chú. Rồi con bán ở khu này hả? Hay là đi tới đâu rồi? Dạ nhà con ở trên này nè. Bắc bên nè. Vô dạ. Rồi vô chợ phòng trọ. Rồi, rồi có đi học không? Dạ. Dạ nghỉ. Nghỉ à? Rồi ba mẹ đâu? Hả? Ba mẹ cũng bán hay là làm gì? Ba mẹ không bỏ. Trời ơi, tại giờ đang ở với ai? Bây giờ ở với nội. Với chú con. Ở với nội, với chú. Nội nhiêu tuổi rồi? Cỡ 70 mấy rồi. Trời ơi, vậy là giờ ai nuôi con hay là tự con bán rồi con lấy tiền này con tự ấy, con nuôi lại nội. Dạ con tự lấy tiền con. Ngày xưa ai chỉ con làm nghề này? Dạ bà nội á. Bà nội hả? Dạ bà nội kiếm con bán đi với số kiếm tiền. Vậy có đi dự định là ví dụ như mình bán kiếm được tiền rồi mình có để dành để đi học không hay là sao? Tương lai sao? Hả? Tương lai sao? Em có nói được đi học. À, là con đi bán để cho em đi học. Nói à. Cho con 20 nè. Dạ, cảm ơn chú. Chú không có nhiều, chú chỉ có ít ít thôi. Nhưng mà mong hả? Chú làm người gì chú? Đây ba kìa. Nè, chú đi chạy xe, chú mới chở khách qua đây á. Ờ, được 50 ngàn. Mà chú làm rớt mất chai nước rồi chú mua 2 tờ giấy 20, cho con 20 là 40, còn 10 ngàn để lát chú mua nước. Không, ý là chú chạy được 50 ngàn, chú chạy cuốc xe qua đây nè, được 50, chú mua 20, thì cho con 20 là chú còn 10 ngàn, là 10 ngàn của cuốc xe hồi nãy á. Ý là 10 ngàn trong 50 ngàn, chứ không phải là chú còn 10 ngàn. Ờ, là 10 ngàn này là... Tính là chú còn 10 ngàn nữa thôi. Cho chú. Trời ơi. Cho chú xài. Trời ơi. Chú ấy chứ, chú có hơn chứ. Tại ý chú là trong cái 50 ngàn chú vừa kiếm được. Dạ. Cảm ơn chú. Ok, đi bán tiếp đi. Bán
rồi gán để dành tiền, đừng có làm gì nha, để dành tiền để mai mốt mình đi học. Đó, chú chưa có khách. Chú chạy đoạn đường xa không chú? Chú chạy từ bên trường Chinh qua đây xa lắm, cả tiếng đồng hồ á. Ủa, thấy con này dễ thương không? Dễ thương. Lấy không cho con ạ? Chú nói chú mua hả? Ờ chú mua. Hồi đó con này hả là 50.000. Ngày xưa chú đi ăn ở quán nhậu á, cái có một người người ta bị khuyết tật, người ta bán cái chú mua. Tật, tặng con nè. Dạ con cảm ơn chú. Dễ thương lắm á. Cảm ơn chú rất nhiều luôn. Chú. Ủa chú con này nó mất ở đâu? Con biết con này là cái gì không? Con tên gì biết không? Dạ không. Con chưa gặp con này. Con là con Biric. Biric, tên nước ngoài á là Biric. Nè, đây nè cái móc khóa nè, con móc đi đâu rồi con móc. Còn cái này thì con cài vô chìa khóa xe giống chú, giống cài vô chìa khóa nhà, kiểu kiểu vậy á. Dễ thương quá. Thôi gì bán đi, chứ để lát chú cho hết tiền của chú á. Thôi, khỏi cho nữa. Trời ơi, giỡn mà. Chú còn gì không chú có lợi. Hả? Chú lời lớn gì tầm này, móc vô đó hả? Nói chứ chú còn con nữa ở nhà, bữa chú mua hai con lận, cho nên chú mới cho chứ, tại chú cũng thích mà. Chú thích hả? Ừ. Ở nhà chú ở xa không? Chú túc bên quận 2 cơ. Đâu, giờ chú chụp tấm hình coi đẹp không? Cha, đẹp quá ta, dễ thương. Dạ. À, đi bán vui vẻ nha. Dạ. Bye bye. Bye chú. Thấy thường không các bạn? Tầm tuổi nó các bạn. Là mẹ mình gọi mình về ăn cơm á, mình nằm mơ đi mình về, lúc đó là mình đang phiêu lưu cùng những gọi là tấm hình hoặc là những viên bi bắn đạn á bạn, bắn đạn rồi phan hình chứ dễ gì mà mình về ăn cơm. Mà rồi đừng có nói tới cái chuyện là gian nắng dầm mưa đi bán vé số kiếm tiền như vậy. Năm nay là năm 2023 các bạn, còn mình ngày xưa là còn thời về trước nữa là mình đã sướng rồi các bạn. Nói chứ tụi mình may mắn lắm anh em. Tụi mình may mắn hơn nhiều người nhiều. Cho nên là cố gắng nha anh em nha. Nóng lực quá đi. Quất ly chè lấy sức chạy xe ôm tiếp. Sáng giờ bán được nhiêu ly rồi chị? Mấy chục ly hả? Ê cái gì trắng trắng ở đây? Bột lọc hả? Ờ. Có gì cho em thử hai cục thôi. Cho vị nó làm sao? Cái này là ăn chung với tàu hũ, nó có mùi gừng á. À rồi em nhớ rồi, em đã từng ăn rồi. Ờ. Thấy các bạn không? Nhiêu chị? Của em 10.000. Dạ. Sáng giờ cũng chục cuốc rồi. Cũng được 2 xị rồi. Nhưng mà mệt lắm. Trời ơi chạy nắng xỉu á. 10.000 hả? Ờ. Cảm ơn chị nha. Trời ơi ly chè ngon này mà chỉ có 10k thôi. Ây. Đây là cái lúc mà mình không muốn dính cuốc nhất. Dính cuốc lúc này là khỏi ăn chè. Mời các bạn ăn chè nha, ngon lắm. Chè đậu xanh chất lượng lắm các bạn, mà chỉ có 10k thôi. Ui, chị ấy cho một chùm ấy luôn nè, ngon. Chị ấy dễ thương lắm. Mình hỏi, nhưng mà tại nó không có liên quan tới món chè nữa, cho nên mình không dám xin. Chị ấy nói là để chị múc cho ăn thử.
Trời dễ thương quá. Ngon lắm bà, dễ quê rồi. Nó thơm mùi rừng ghê. Học vậy có thấy thích môn nào hay là như nào không? Dạ không. Có định hướng gì chưa hay là giờ học thì cứ học vậy thôi? Đi học xong rồi đi vô sĩ quan làm để mẹ trong gia đình chồng cái mẹ. À đù. Cho anh làm với ké cho anh xin chân nhé. Là sau này sẽ theo con đường bên quân đội ha. Quá ok luôn. Tướng em là ok lắm á. Cao to. Quá là đạt chuẩn luôn rồi, dư luôn, dư điều kiện luôn rồi. Vậy giờ thêm một cái bước là học giỏi nữa là tương lai sáng lạng luôn. Mà nghe đâu nói học vô đó cực lắm. Nghe đâu nói học vô đó cực lắm. Đương nhiên rồi. Rồi em thấy chạy xe ôm sướng không? Hả? Giang nắng dầm mưa hít bụi á, mình thu sáng giờ là anh chạy được mấy chục ngàn lẻ chứ mấy. Hả? À, thấy không? Cực không? Toàn là gom tiền lẻ thôi. Nói chung cái gì cũng có cái giá của nó. Mình cực đầu óc. Mình chọn cực đầu óc hay là chọn cực tay chân. Hả? Dạ anh gọi anh để cuốc về. Đúng rồi, anh tính chạy vòng vòng mà mới chở xong mà hơi đau đít ngồi nghỉ xíu nữa rồi mới chạy đảo đảo tiếp. Hả? Anh chở từ đâu về đây? Chở từ Túc bên Lý Thương Kiệt, quận 11 á. Và tới đây xa lắm. Vừa chở một bé học bác sĩ. Giờ này đi đưa đồ cho mẹ hay là làm gì? Dạ em mới từ dưới phường mới về. Từ dưới phường mới về hả? À. Sao chụp tấm hình kỷ niệm không? Dạ chụp. Ok. Rồi anh chụp cho, thấy mày cầm điện thoại mà mày không nói gì hết trơn. Mày phải để anh nói mở lời nữa chứ. Ủa? À. Đè nó không giờ mở trong app đi. Dạ. Rồi kiểu. Ok. Dạ. Bye bye nha. Dạ. Cố gắng. Em về. Bye bye. Có người nhận ra vui lắm anh em.